chấn động, giới tiên tri hé lộ bí mật, sự thật bất ngờ về tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, đúng tháng Tết năm 2024 âm lịch. Được các tinh soi chiếu, thần tài mở kho ban cho lộc lớn, trúng số đổi đời giàu to, ôm trọn trong tay 100 tỷ chỉ sau một đêm. Hoan hỉ chào mừng quý khán giả đã đến và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý khán giả năm mới Giáp Thìn luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Quý vị thân mến, cổ nhân quan niệm rằng thiên đạo vô thân, thương giữ thiện nhân, ý rằng đạo trời không thiên vị bất kỳ ai, nhưng thường giúp đỡ những người hành thiện. Chỉ có hành thiện tích đức mới có thể được phúc báo, cải biến được số mệnh. Cuộc sống của chúng ta là chuỗi quá trình nhân quả. Trong đó, bất kể loại nào cũng không tách ra được khỏi quy luật nghiệp, nhưng trong cuộc chiến giữa số phận và ý chí, luôn có khả năng thay đổi tất cả. Ngược lại, cũng có những người liên tiếp gặp may mắn, giàu sang phú quý, nhưng cuộc sống hàng ngày đã tạo tác nên nghiệp bất thiện, nên bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào cảnh nợ nần, trắng tay, khổ cực, sống có đức độ, ắt thắng số phận nghiệt ngã do nghiệp tạo ra. Và theo luận giải tử vi mới đây nhất của 12 con giáp các bậc thầy tử vi phương Đông có chỉ ra rằng, đúng tháng Tết năm 2024 âm lịch tới đây, con giáp tuổi Ất Mão sinh 1975 sẽ lội ngược dòng số phận của mình khi được thần tài ban lộc, song lộc phúc cao chiếu, quý nhân tề tựu dẫn đường mà ban cho nhiều vận may vô cùng bất ngờ. Trúng số độc đắc, giàu có phát tài chỉ sau một đêm, tiền bạc ào ào kéo về như nước lũ, cuốn trôi đi sự vất vả nợ nần. Thay vì khổ cả một đời, đổi lại là tiền tỷ cầm tay, sắm nhà lầu, xe xịn, sống cuộc sống an nhàn sung túc, khiến người người phải kính nể. Vậy, để biết được vận trình cụ thể của con giáp tuổi Ất Mão sẽ chuyển biến như thế nào trong tháng Tết năm 2024 âm lịch, và làm sao để sớm nhận được những may mắn đó, thì ngay sau đây sẽ là luận giải chi tiết đến từ kênh Minh Đường Tử Vi, xin mời quý khán giả cùng chú ý theo dõi. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Ất Mão, sinh năm 1975 thân mến, lúc hoạn nạn khó khăn chúng ta sẽ biết ai mới là người thật lòng với mình, người bạn thực sự không thể bỏ chúng ta mà đi, còn kiểu bạn rượu thì rồi sẽ bạc bẻo khi chúng ta rơi vào khó khăn mà thôi. Đến tuổi trung niên nhiều người nhận ra, muốn sống hạnh phúc thì cần có ba kiểu bạn bè bên cạnh, người sẵn sàng lắng nghe những lời nói vu vơ của bạn, một người mà chúng ta có thể yên tâm gửi gắm hết mọi cung bậc cảm xúc của mình, thì đó mới chính là người bạn đáng tin cậy, bởi họ chính là chốn dừng chân an toàn cho chính mình. Chúng ta hiện nay đang sống trong thế giới có quá nhiều người không ngừng nói và có quá ít người chịu dừng lại, dù chỉ một phút để lắng nghe. Người quan tâm đến bạn chính là người chịu gác lại những bước chân vội vã để nhìn vào bạn và lắng nghe những điều bạn nói. Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời chính là tìm được một người sẵn sàng lắng nghe những lời nói vu vơ của mình. Cho dù mình đang vui hay đang buồn, người ấy cũng sẽ lặng yên để ở bên bạn. Trên đời này ai là người thực sự đồng cảm với bạn, người dám nói thật lòng với bạn, đôi lúc những lời phê bình và khích lệ đều có tầm quan trọng như nhau. Ưu điểm hay khuyết điểm thì đều đáng được học hỏi. Có một người luôn sẵn sàng nói những câu thật lòng với bạn thì chính là may mắn của cuộc đời bạn. Đừng đánh đồng những lời phê bình thành những lời đánh giá. Mỗi khi ai nói bạn chưa đủ tốt, đó chính là cơ hội của bạn. Người chịu nghe lời thật lòng cũng không mất đi khí chất của mình. Thuốc đắng giã tật và sự thật sẽ mất lòng. Đừng lúc nào cũng chỉ biết nghe những lời nịnh bợ, rồi đánh mất đi chính mình. Người luôn ủng hộ bạn lúc hoạn nạn, khó khăn, chúng ta sẽ biết ai mới là người thật lòng với mình. Người bạn thực sự không thể bỏ chúng ta mà đi, còn kiểu bạn rượu thịt thì rồi sẽ bạc bẽo khi chúng ta rơi vào khó khăn mà thôi. Kết bạn với người luôn lắng nghe ủng hộ mình thì chắc chắn càng khiến bạn thanh thản hơn trong tâm hồn. Kết bạn với người dám nói thật lòng sẽ giúp bạn thấy rõ được bản thân mình. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Trời sinh Ất Mão là người có cá tính mạnh mẽ, dường như họ có khả năng phi thường khi vừa có thể hoàn thành nhiều việc cùng một lúc, vừa làm việc nhưng bản thân vẫn đảm bảo sự thanh lịch và giữ được bầu không khí hài hòa xung quanh mình. Dù theo đuổi mục tiêu nhưng Ất Mão vẫn tôn trọng giá trị truyền thống. Không chỉ có thế, họ có cảm giác gắn bó chặt chẽ những giá trị này và họ cảm thấy vui, hạnh phúc vì điều đó. Đôi khi họ dễ nổi nóng nhưng lại là người đức độ và có tài năng. Vốn bản thân họ luôn thích giữ thể diện nên hay bảo vệ cái tôi với mục đích tránh cảm giác bị xem thường. Với tính cách có phần ngang bướng này, nên mặc dù không cố ý nhưng Ất Mão thường bị cho là người kiêu ngạo. Nhưng nếu có cơ hội để tiếp xúc họ nhiều hơn, hiểu họ hơn, bạn sẽ nhận ra Ất Mão rất tốt bụng. Trong khi đó, Ất Mão cũng không cảm thấy bản thân mình kiêu ngạo. Vì thế không ít lần họ tự hỏi tại sao một số người né tránh tôi dễ gần và thường niềm nở với mọi người. Với tính cách rất tích cực,
Vì thế Ất Mão luôn có ý chí vươn lên mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh, đồng thời họ cũng là người hiểu biết, chịu khó học hỏi nhiều lĩnh vực khác nhau. Cùng với đó là thái độ tích cực, tận tâm với công việc sẽ giúp họ đạt được thành công lớn trong sự nghiệp của mình. Họ đặc biệt thích hợp với những công việc đòi hỏi sự nghiên cứu nghiêm túc và chuyên sâu, để chế tạo và phát minh ra những cái mới để phục vụ cộng đồng. Nếu xác định được hướng đi đúng đắn ngay từ đầu, họ có khả năng đạt được những thành tích nổi trội và trở thành người nổi tiếng. Đặc điểm chung của Ất Mão là họ khá thờ ơ đối với cuộc sống xung quanh, họ dễ tính và ít để ý đến những tiểu tiết đơn giản trong cuộc sống thường ngày. Mục tiêu sống của họ là an toàn và không có xung đột, họ sẽ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi được theo đuổi công việc mình thích và có một cuộc sống êm ả thuận hòa. Sau đây sẽ là đánh giá tổng quan về vận trình tử vi của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tháng Tết năm 2024 âm lịch của tuổi Ất Mão nhận thấy, cục diện tam hội đem tới một tháng khởi đầu năm mới vô cùng thông dong dành cho con giáp tuổi Ất Mão, lại thêm nguyệt lệnh lâm thai đại diện cho sự chuyển hóa, tiến triển, hứa hẹn vận trình sẽ ngày càng hanh thông, vì vậy, những chú mèo có thể kê cao gối ngủ trong tháng này. Nhìn chung, những chú mèo không gặp bất cứ trợ lực nào trong tháng khởi đầu năm mới, như vậy không tồi chút nào phải không? Tuy nhiên, để đạt được bước đột phá mới, lại đòi hỏi bạn phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tin mừng tiếp theo sẽ đến từ phương diện tài chính, tài lộc ngày càng khởi vượng. Nhờ sự xuất hiện của chính tài trong tháng Tết năm mới này, tuổi Ất Mão làm việc khá thành thơi, mà nguồn thu không hề sụt giảm, thị trường đầu năm thường ít biến động. Bạn có thể cân nhắc việc đầu tư ở quy mô nhỏ lẻ trước, rồi đợi thời cơ làm lớn. Tham lam chỉ khiến bạn mất cả chì lẫn chài, nhưng ngay từ đầu tháng bạn vẫn cần lên kế hoạch chi tiêu cụ thể, tránh tình trạng tiêu tiền như nước, rất dễ dẫn tới phá tài. Đào hoa trong tháng cũng có dấu hiệu khoe sắc tích cực, nhờ Bách Việt chiếu mệnh, người độc thân vượng đào hoa, nhân duyên khác giới rộng mở. Bạn có thể tìm được một nửa phù hợp trong chuyến du xuân hay đi du lịch đầu năm mới. Vợ chồng tuy có bất đồng quan điểm, nhưng biết chín bỏ làm 10, giữ gìn gia đạo yên vui. Phương diện sức khỏe, bạn cần chú ý tới vấn đề ăn uống, những cuộc ăn nhậu, tụ tập trong kỳ nghỉ dài, dễ gây ra các vấn đề về tiêu hóa, nên bạn thường bị đầy hơi, ăn không ngon miệng, nhiều người lại lười luyện tập khiến trọng lượng cơ thể tăng đáng kể. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Ất Mão sinh 1975 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi năm 2024 âm lịch của 12 con giáp, đầu năm mới công việc của Ất Mão tiến triển thuận lợi, dưới tác động tích cực của cục diện tam hội trong tháng Tết này, hứa hẹn sẽ vô cùng thong dong với đường công danh của Ất Mão, lại gặp thêm tháng có nguyệt lệnh lâm thai đại diện cho sự chuyển hóa, tiến triển hứa hẹn vận trình sẽ ngày càng hanh thông, vì vậy, những chú mèo có thể kê cao gối ngủ trong tháng này. Công việc trong tháng đầu năm không quá nhiều, nhưng nếu không làm tốt ngay từ bước khởi đầu này, thì vận trình cả năm về sau của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Theo đó, thật may mắn vì mọi thứ đều tiến triển đúng kế hoạch, hầu như không có biến động lớn, mọi thứ dường như đã vào đúng guồng, bạn cứ y kế hoạch mà làm. Mưu sự không quá khó khăn, nếu có ý tưởng hay dự án nào lớn, bạn có thể cân nhắc triển khai trong thời gian này thì tỷ lệ thành công khá cao. Bên cạnh đó, Bách Việt tăng vận đào hoa rất có lợi cho bạn mở rộng và phát triển các mối quan hệ xã giao, tạo bước đệm cho sự thăng tiến sau này. Mọi xui xẻo điều bất lợi của năm cũ coi như đã qua, năm mới nghênh đón nhiều niềm vui và may mắn. Nhìn chung, những chú mèo không gặp bất cứ trở lực nào trong tháng khởi đầu năm mới. Tuy nhiên, để đạt được bước đột phá mới thì đòi hỏi bạn vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Nên nhớ hãy luôn đổi mới và sáng tạo, điều đó sẽ rút ngắn con đường tiến tới thành công của bạn. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Mão sinh 1975 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tháng Tết năm 2024 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, theo đà công việc thuận lợi, tài lộc của Ất Mão cũng khởi sắc hơn, nhờ sự xuất hiện của chính tài trong tháng Tết này. Ất Mão làm việc khá thành thơi, mà nguồn thu không hề sụt giảm, bạn sẽ có nguồn thu từ nhiều nguồn, có thể từ công việc chính, cũng có thể từ nghề tay trái, nói chung không cần lo lắng về chuyện tiền bạc. Dù bạn là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh, với những ai đang ấp ủ ý định khởi nghiệp thì tháng Tết đầu năm này khá phù hợp để bắt đầu. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tiến hành từ từ, thăm dò thị trường một thời gian để hạn chế rủi ro. Sau rồi mở rộng cũng chưa muộn, cách làm chậm nhưng chắc sẽ mang lại hiệu quả cao. Với người theo nghiệp kinh doanh, thị trường đầu năm thường ít biến động. Bạn có thể cân nhắc việc đầu tư ở quy mô nhỏ lẻ trước, rồi đợi thời cơ làm lớn. Tham lam và vội vàng có thể sẽ khiến bạn mất cả chì lẫn chài. Có điều, tiền kiếm được nhiều mà tiêu đi cũng không ít.
cho các kế hoạch đầu năm. Vì thế, dù vượng tài mà cũng chẳng dành dụm được là bao, tiền vào cửa trước lại ra cửa sau, do bao nhiêu chuyện cần phải chi tiêu. Do đó, ngay từ đầu tháng, bạn vẫn cần lên kế hoạch chi tiêu cụ thể, tránh tình trạng tiêu tiền như nước, rất dễ dẫn tới phá tài. Muốn kích vượng vận tài lộc ở góc đông bắc trong nhà, nơi có sao bát bạch chủ tài lộc cư ngụ, người tuổi Ất Mão có thể đặt một bể cá vàng hoặc bài trí thêm những vật phẩm phong thủy cầu tài lộc. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Đây quả là một tháng may mắn với Ất Mão, khi chẳng những công việc và tài lộc hanh thông, mà phương diện tình cảm cũng đón nhận nhiều tin vui, bách việt chiếu mệnh đào hoa. Trong tháng có dấu hiệu khoe sắc tích cực, đầu xuân vận khí thuận lợi, vạn sự tươi mới, là thời điểm nhân duyên nở rộ, mang tới nhiều niềm vui và bất ngờ cho chuyện tình cảm yêu đương nam nữ, hạnh phúc gia đình, đi đâu làm gì bạn cũng dễ dàng hút sự chú ý, điều này rất có lợi cho nhân duyên của người độc thân. Cát tinh xe duyên giúp bạn mở rộng các mối quan hệ, bạn được nhiều người mai mối dễ tìm thấy đối tượng phù hợp, cũng có người có thể tìm được một nửa phù hợp trong chuyến du xuân. Hay đi du lịch đầu năm mới, hãy mở rộng trái tim đón nhận tình cảm mới, để vết thương trong quá khứ ngủ yên, có như vậy thì bạn mới sớm tìm được hạnh phúc đích thực. Cát khí từ sau bách việt còn có tác dụng hóa giải mâu thuẫn, vợ chồng tuy có bất đồng quan điểm, nhưng biết chín bỏ làm 10, qua đó vợ chồng càng thêm thấu hiểu và gắn kết, giữ gìn gia đạo yên vui. Nhìn chung, đây sẽ là một tháng yên bình cho những người đã kết hôn và một tháng tình duyên rực rỡ cho những người còn đang tìm kiếm tình yêu của riêng mình. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Ở phương diện sức khỏe, bạn hoàn toàn yên tâm khi bước sang tháng đầu tiên của năm mới 2024, vấn đề thể chất không gặp bất cứ tình trạng nguy cấp nào, Mão Mộc được mùa xuân che chở, sức sống dồi dào, tinh thần phấn khởi, hầu như không mắc bệnh tật gì nghiêm trọng. Có điều, bạn cần lưu tâm tới vấn đề ăn uống, dinh dưỡng, những cuộc ăn nhậu tụ tập trong kỳ nghỉ dài dễ gây ra các vấn đề về tiêu hóa, nên bạn thường bị đầy hơi, ăn không ngon miệng, nhiều người lại lười luyện tập, khiến trọng lượng cơ thể tăng đáng kể, tăng thể trọng vừa gây mất thẩm mỹ, lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật. Do đó, bạn cần kiểm soát tốt đừng để tăng cân quá đột ngột, việc đi lại dịch chuyển trong tháng cũng khá nhiều, nên bạn hết sức lưu ý vấn đề an toàn giao thông, đề phòng tai nạn hay thương tật bất ngờ. Sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng tuần trong tháng Tết năm 2024 âm lịch của người tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Xem tử vi tuần 1 tháng Tết năm 2024 âm lịch. Trong tuần này, người tuổi Ất Mão gặp nhiều may mắn, vận trình cũng tươi sáng hơn, nhiều tài lộc khởi sắc, cả chính tài và thiên tài cùng phù trợ. Hai cát thần này bảo đảm cho con giáp tuổi Ất Mão có nhiều khoản thu, từ nguồn thu chính đến nguồn thu phụ đều khá dồi dào, thoải mái chi tiêu. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải biết tiết chế ham muốn mua sắm, chớ vung tay quá chán, dù tiền tài vẫn đang vượng, nhưng vẫn có điểm phá tài nhỏ. Do tiểu hao hung tinh chiếu mệnh, tiền bạc có phần thất thoát hư hao, ra ngoài đường nên cẩn thận chú ý đồ đạc, tránh hớ hênh quá mức sẽ làm mồi cho kẻ xấu. Đường tình duyên có phần tốt dần lên, đào hoa khoe sắc, người độc thân nên tận dụng cơ hội này để tìm cho mình người tâm đầu ý hợp. Đừng quá đặt nặng các tiêu chuẩn và gây khó khăn áp lực cho chính bản thân mình. Bạn có thể đi từng bước một, bắt đầu bằng việc bạn làm và tìm hiểu về nhau trước khi đi đến mối quan hệ sâu hơn. Đầu tuần vận trình công danh sự nghiệp khá thuận lợi, các kế hoạch tiến hành trôi chảy, song càng về cuối tuần thì vận trình càng sa sút. Bạn nên tập trung nhiều hơn vào công việc của mình, thương quan cho thấy tuổi Ất Mão đang có nhiều mối tập trung khác thay vì chú tâm vào việc mình đang làm. Tử vi tuần 2 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, nhận thấy người tuổi Ất Mão tuần này, cát khí vượng giúp cho vận trình khởi sắc rực rỡ. Đường công danh thăng trầm bất định, song chiều hướng phát triển vẫn khá tích cực, hứa hẹn những cầu vòng đa sắc sẽ xuất hiện sau trận mưa rào. Dịch mã tinh nhập cục cho thấy, tuổi Ất Mão thời gian này cần kiên trì và cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa. Nếu muốn thành công thì đòi hỏi của công việc bạn cần đi lại di chuyển khá nhiều chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trạng của bạn. Song nếu vượt qua được thì sẽ đạt được những bước tiến mới. Tin vui nữa đến với bạn chính là chuyện tình cảm, có những khởi đầu tốt đẹp với người độc thân khi hai người đã dần hiểu nhau hơn và có ý định tiến tới một mối quan hệ lâu dài, báo hiệu tương lai tươi sáng, ngập tràn hạnh phúc lứa đôi với con giáp này. Về phương diện tài lộc thì càng không có gì phải lo phiền khi mà thực thần đang tạo ra nhiều cơ hội cho Ất Mão gặp gỡ quý nhân,
thì tiền bạc không lo thiếu thốn, cứ hết rồi lại có. Bạn khá mát tay trong chuyện đầu tư, tài lộc dồi dào khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Tử vi tuần 3, trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tuần mới này cho thấy Ất Mão có những tín hiệu may mắn ngập tràn, bạn làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, đường tình duyên khởi sắc, các cặp đôi tình cảm càng ngày càng thêm nồng nàn. Đôi lứa bên nhau thắm thiết không rời, bách việt chợ đào hoa, người độc thân thông qua mai mối giới thiệu có thể tìm được người phù hợp với mình. Để nên duyên đôi lứa, tình cảm phát triển nhanh chóng, những người trong cuộc không chút lo sợ mà vô cùng háo hức về tương lai, hạnh phúc đang chờ đón phía trước. Cát khí vượng còn giúp cho tài vận phát triển với tốc độ chóng mặt, chính tài và thiên tài cùng hiệp lực, các nguồn thu bùng nổ, khiến cho Ất Mão cũng phải ngỡ ngàng. Khi khoản tiền trong túi mình sinh sôi nảy nở với tốc độ chóng mặt, bạn có nhiều ý định muốn thực hiện với tài lộc đang có trong tay. Tuy nhiên, vận trình công danh sự nghiệp có phần bất ổn, các khí chỉ đủ để nâng đỡ cho Ất Mão vào thời điểm đầu tuần, còn từ giữa tuần trở đi vận trình giảm sút. Bạn gặp nhiều khó khăn khi thương quan gây ra nhiều chuyện khiến cho bạn phân tâm và lơ là trong công việc, gây ra nhiều sai sót. Tử vi tuần 4, trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tuần mới, người tuổi Ất Mão có được nhiều may mắn trong tuần cuối cùng của tháng Tết năm mới này, tài lộc dồi dào, đặc biệt là về thời điểm cuối tuần. Các khí cực vượng thích hợp cho việc cầu tài, đặc biệt tuổi Ất Mão có thể lợi dụng khoảng thời gian này để khai trương, mở cửa hàng hay mở rộng việc kinh doanh của mình. Tuy nhiên, đường công danh sự nghiệp trải qua nhiều bước thăng trầm, thiên ấn cho thấy Ất Mão khá thành công trong việc giải quyết khủng hoảng, xử lý những vấn đề xảy ra bất ngờ, nên bạn sẽ giành được nhiều sự ưu ái từ phía cấp trên. Song số mệnh xoay vần, thiên cầu hung tinh gây ra nhiều sóng gió trong tuần này, với người tuổi Ất Mão họa thị phi bùng nổ. Bạn đang ngồi không cũng gặp họa, nếu không giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt thì dễ mắc sai lầm và dẫn đến những hậu quả khó có thể khắc phục được. Chuyện tình cảm cơ bản bình ổn, không có nhiều dấu hiệu thăng hoa mà vẫn tiếp tục giữ ở mức hài hòa, hai người không mâu thuẫn gì lớn, nhưng cũng không thấy được lửa tình bùng cháy nên khó có thể đạt được bước tiến mới trong mối quan hệ, bạn có lẽ cần thêm thời gian để đôi bên hiểu nhau hơn. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau tốt cho mọi việc, vậy bạn hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu xem trong tháng đầu tiên của năm ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt, tốt nhất là chôn cất, cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 này sẽ mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để gia chủ thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sáng sớm, đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 là khởi công tạo tác cho nên việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sáng sớm đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác, nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày này rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ thuận lợi,
mà ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ giúp đỡ, cho nên mọi chuyện cũng trôi chảy nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày Đại An được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Lời nhắc cải mệnh dành cho mệnh chủ tuổi Ất Mão trong năm Giáp Thìn 2024. Điều cấm kỵ thứ nhất, không ham muốn, tránh được họa bị liên lụy. Tố thư có nói, đoạn tuyệt ham muốn nên không bị lụy, ý muốn nói là bỏ đi những sở thích không lành mạnh, chấm dứt những ham muốn sai trái, như vậy mới có thể tránh được bị liên lụy. Người xưa thường nói, vô dục tắc cương, nếu như một người có nhiều sở thích không tốt, lại có quá nhiều tham vọng, vậy thì sẽ càng ngày càng lún sâu vào con đường không lối thoát, muốn cuộc đời được ung dung tự tại thì phải học cách buông bỏ, đời người có quá nhiều thứ không được như ý, đều là vì có quá nhiều sở thích, quá nhiều dục vọng, không buông bỏ công danh lợi lộc, khó tránh phải vùng vẫy trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, khó mà được yên ổn. Thật ra rất nhiều đau khổ của cuộc đời đều là vì có quá nhiều dục vọng, chưa được thỏa mãn, trong lòng buồn bực khó mà được yên bình. Và rất nhiều nghịch trong cuộc đời cũng đều là do những sở thích không tốt của chính mình gây ra. Tục ngữ nói, rượu là mãnh hổ trên núi, sắc là con dao thép cạo xương, tiền tài là dược dẫn làm hỏng tâm, tức giận là mầm non gây họa. Vì vậy, con người sống ở đời cần phải thường xuyên tự kiểm điểm bản thân, khắc chế tham vọng của bản thân, đừng để bản thân luôn chạy theo sở thích và dục vọng, để tránh bị những chuyện rắc rối liên lụy. Điều cấm kỵ thứ hai, không tham lợi ích, tránh được họa bị căn ghét. Trong tố thư có nhắc đến, giữ chức vụ mà không từ bỏ, giữ đạo nghĩa mà không quay đầu, gặp chuyện bất mãn mà không trốn tránh, thấy lợi ích mà không chiếm đoạt. Ý muốn nói là, một người có thể làm tròn trách nhiệm của mình mà không bỏ cuộc nửa chừng, giữ lấy đạo nghĩa của mình không hối hận, không thay đổi, gặp phải những chuyện bất bình, thị phi đều biết giữ chừng mực. Khi đứng trước lợi ích mà không tham lam, đặc biệt là thấy lợi mà không chiếm đoạt, ở Quảng Đông có một câu tục ngữ là chữ tham được cái nghèo, quân tử thích tiền tài có được bằng chính đạo. Nhưng từ xưa đến nay, phần lớn mọi người nhìn thấy lợi ích đều sinh tâm tham, bởi vì tham lam quá mức mà khiến người người căm ghét, mọi người đều nói trên đầu chữ sắc có một con dao, mà không biết rằng tham lam quá mức cũng sẽ khiến chữ tham biến thành chữ bẩn, đứng trước lợi ích ai nấy cũng đều muốn được chia một phần, nhưng nếu như một người có lòng tham không đáy, muốn một mình độc chiếm hết toàn bộ lợi ích, chắc chắn sẽ bị người khác oán hận, mà oán hận bị dồn nén quá nhiều, chắc chắn sẽ có ngày gây ra họa mà thôi. Vì vậy, những người thành tựu được chuyện lớn đều là những người khi đứng trước lợi ích luôn biết giữ đúng chừng mực, cân nhắc được mức độ hợp lý, thậm chí còn có thể nhường lại lợi ích đó, đứng trước lợi ích có thể không chiếm đoạt bất chính, không vì lợi ích mà quên đạo nghĩa, không bòn rút của công để lấp đầy túi riêng. Đây không chỉ là nền tảng làm người, mà nó còn là một tầm nhìn xa, như vậy mới có thể có được sự giàu có sung túc lâu dài, tránh được tai họa vì tham mà biến thành bần cùng. Điều cấm kỵ thứ ba, không nói bừa, tránh được họa cãi cọ. Trong tố thư có nói, buộc túi theo thời, cho nên không sai, câu này hiểu đơn giản có nghĩa là làm người phải biết quản thúc cái miệng của mình, không được nói năng linh tinh, như vậy mới không có gây ra lỗi lầm. Tục ngữ có câu, họa từ miệng mà ra, đối với bất cứ ai cũng vậy, mỗi một câu nói được nói ra đều có thể gây ra tai họa, khiến bản thân phải trả giá. Còn đối với người không khéo ăn nói, hoặc ăn nói không biết giữ chừng mực, thì cái miệng của họ sẽ trở thành cánh cổng dẫn họ đến với tai họa. Từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu người đều là vì ăn nói không thận trọng mà gây thù kết oán, thậm chí còn tạo thành mối đe dọa tính mạng. Vì vậy, trong tố thư cũng có nói, người dùng lời nói chuốc oán sẽ gặp họa. Vậy làm sao để tránh được tai họa từ lời nói? Tố thư dạy rằng, không nên ăn nói tùy tiện, nói chuyện phải thuận theo thời cơ và phải có kỹ năng nói chuyện. Khi gọi là kỹ năng nói chuyện chính là khi nói chuyện, không đề cao bản thân, không hạ thấp người khác, không chạm đến lợi ích của người khác, không ở trước mặt bất cứ người nào nói xấu người thứ ba, giữ mồm, giữ miệng, thuận theo thời cơ, tuân thủ quy tắc nói chuyện, vừa nghĩ cho thể diện của người khác, cũng vừa nghĩ cho lợi ích của người khác. Như vậy, những gì bạn nói ra, người khác không những không tìm ra được lỗi, mà còn rất thích nghe bạn nói chuyện, tự nhiên là có thể tránh được những trận cãi cọ không đáng có. Điều cấm kỵ thứ tư, không kiêu ngạo, tránh được họa nguy hiểm. Tố thư nói, ngạo với người đáng kính sẽ gặp hung, ý muốn nói rằng, kiêu ngạo và xúc phạm những người vốn dĩ đáng được kính trọng, chắc chắn sẽ gây ra tai họa hung hiểm, mà người đáng kính không phải chỉ nói đến những người có tài có đức, mà còn ám chỉ cha mẹ và trưởng bối.
Có sự tôn kính cơ bản nhất đối với người khác cũng là yêu cầu cơ bản trong việc xây dựng trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục, có qua có lại. Kính già yêu trẻ cũng là một nguyên tắc cơ bản trong giao lưu xã hội. Người luôn giữ thái độ kính trọng người khác, khi bước vào xã hội sẽ luôn được yêu quý, đi đến đâu cũng được người khác quý mến. Nếu như một người ở trong nhà không hiếu kính trưởng bối, ra ngoài không kính trọng người lớn, vậy thì sẽ đánh mất đi nền tảng làm người, không những không được người khác tôn trọng mà còn bị ghét bỏ và khinh chê. Trong Thượng Thư có một câu như thế này: năng tự đắc sư giả vương, vị nhân mặc tự nhược giả vong, người xem thánh hiền là thầy sẽ được xưng vương. Kẻ cho rằng không ai bằng mình thì diệt vong, năng tự đắc sư chính là vì có thể dùng lễ nghĩa tôn sư trọng đạo để đối đãi với những nhân sĩ có tài có đức, từ đó được nhiều giúp đỡ. Ngược lại, nếu như tự cao, tự đại, cho rằng không ai tài giỏi bằng mình thì nghĩa là đang tiến gần đến sự diệt vong, kiêu ngạo là điểm báo đầu tiên của tai họa, luôn mang đến sự nguy hiểm cho con người. Đối nhân xử thế cần có một thái độ khiêm cung, ôn lương cung khiêm nhường, ôn nhu, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, khiêm nhường thì mới có thể bước đi xa hơn. Giữ thái độ kính trọng và nể sợ, làm việc có nguyên tắc, làm người có lễ nghĩa thì mới có thể tránh được những tai họa nguy hiểm. Quý vị thân mến, Ất Mão sinh năm 1975 là một cuộc đời nhiều góc độ thú vị, lắm trải nghiệm nhân sinh, lắm thăng trầm giáng bổng. Ất Mão hãy cứ nhớ, đời có thể quật ta, trời có thể làm khó ta, đất có thể làm mệt mỏi ta, nhân tâm nhân tính có thể khiến ta muộn phiền chán nản. Nhưng Ất Mão sẽ luôn kiên cường và luôn cứng cỏi, luôn chói sáng và rực rỡ, tích cực và hăng say, nhiệt huyết chạy theo điều bạn tin tưởng, phấn đấu quên mình cho những điều mà họ muốn mong, cái cuộc đời rực rỡ ấy. Hiện đang đi vào nốt lặng, chán nản muộn phiền vì sự oái oăm của trần thế, của thời cuộc, hãy cứ chán đi nhưng đừng quá lâu, mệt quá thì nhắm mắt lại ngủ một cơn, rồi lại nhớ lại. Mình là ai? Mình muốn là ai? Mình mong thành người thế nào? Tựu thành ra sao? Hãy tích cực và lạc quan, yêu đời và tin tưởng, mệnh thuận ta thì ta bước, mệnh nghịch ý ta muốn thì ta xoay chuyển vạn sự xung quanh. Vậy nên chớ có chán nản, có người thì đức năng thắng số, có người thì nhân định thắng thiên. Với Ất Mão tâm của bản mệnh chuyển tất cảnh chuyển, chuyển cảnh rồi vạn sự lại bình hòa, an yên, vì nguồn nội lực thay đổi thời cuộc của bạn đã có sẵn ở trong người. Tất cả bạn cần làm chỉ là cười to một tiếng và rồi hãy mạnh dạn mà chiến nhé. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.